tiếp theo nào là công thức trừ 3. Trừ 3 bằng cách bớt 10 thêm 7. Rồi, câu ví dụ đầu tiên nha. 10 trừ 3 bớt 10 thêm 7 cộng 2. Đáp án bằng 9. Câu ví dụ 1 thì rất là đơn giản đúng không? Rồi, ví dụ số 2 nha. 12 trừ 3 cộng 7. Các bạn đã được học công thức anh bạn lớn cộng 7 rồi đúng không? Cộng 7 là bằng cách thêm 10 bớt 3. Bớt 3 thì ở đây mình chỉ có hạt số 5 và hạt số 1 thôi. Muốn bớt 3 thì làm sao? Bớt 5 thêm 2 nha các bạn. Ở đây là mình sẽ áp dụng cả công thức anh bạn lớn và anh bạn nhỏ. Rồi, đáp án của cô sẽ bằng là 13. Câu ví dụ số 3. 15 trừ 3 cộng 7 trừ 8 trừ 3 bớt 10 thêm 7. Đáp án của cô bằng 8.